đối thủ lớn nhất trong cuộc đời vua Gia Long Nguyễn Ánh là nhà Tây Sơn. Từ năm 1771, được sự ủng hộ của đông đảo dân nghèo đang bị áp bức dưới bộ máy triều đình cai trị tham nhũng bạo tàn ở Đàm Trong, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ đã phất cờ khởi nghĩa, nhanh chóng kiểm soát một vùng đất rộng lớn từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận. Để rảnh tay đánh dẹp quân Tây Sơn, họ Nguyễn đã ký hòa ước với người Xiêm, từ bỏ một số vùng đất đã làm chủ trong những thập kỷ trước đó. Nhân lúc Đàm Trong rối ren, năm 1775, quân Trịnh đánh chiếm Phú Xuân, đánh đuổi nhà Nguyễn chạy vào đất Gia Định. Trong tình thế lưỡng đầu thọ địch, các lãnh đạo Tây Sơn tạm hòa quản với quân Trịnh để tập trung lực lượng đánh chúa Nguyễn. Trong hai năm 1776-1777, lần lượt Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ đem binh đánh thành Gia Định, lật đổ quyền lực họ Nguyễn. Chỉ còn mình Nguyễn Ánh chạy thoát về Long Xuyên và ra lánh nạn ở đảo Thổ Chu. Nhưng khi tướng Nguyễn Huệ rút quân về Quy Nhơn, Nguyễn Ánh được lập lên làm chúa, trở về chiêu mộ lực lượng và nhanh chóng đánh chiếm Dinh Long Hồ, lấy lại thành Gia Định, tiến đánh đất Bình Thuận và Xưng Vương. Trước tình hình đó, tháng 3 năm 1782, Nguyễn Huệ lại đem quân đánh thành Gia Định, phá tan quân chúa Nguyễn tại cửa biển Cần Giờ. Nguyễn Ánh thua trận, chạy về đất Ba Dòng, qua Hậu Giang, rồi trốn sang Chân Lạp, chạy ra đảo Phú Quốc, đồng thời sai người sang cầu viện Xiêm La. Tháng 7 năm 1784, dưới sự lãnh đạo của hai tướng Chiêu Tăng và Chiêu Sương, thủy quân Xiêm đổ bộ lên đánh lấy Rạch Giá thuộc đạo Kiên Giang. Tiến đánh quân Tây Sơn của đô đốc Nguyễn Quá ở Trấn Giang, Cần Thơ, chiếm các miền Ba Thắt, Trà Ôn, Sa Đéc, Măng Thích, rồi chia quân đóng giữ. Tướng Tây Sơn trấn giữ đất Gia Định là phò mã Chu Văn Đa liền dẫn quân thủy từ Gia Định xuống Long Hồ, Vĩnh Long để chặn đường tiến quân của địch. Sau 5 tháng xâm lược, liên quân Xiêm Nguyễn chỉ chiếm được quá nửa miền đất phía tây Gia Định, còn thành Mỹ Tho, thành Gia Định và nửa phần đất phía đông vẫn được giữ vững. Kể từ đó, bộ chỉ huy liên quân Xiêm Nguyễn cho binh tướng đóng dọc theo sông Tiền từ Cù Lao Năm Thôn trở lên hướng Mỹ Tho và đặt đại bản doanh tại Trà Tân.